Và bây giờ mình sẽ đưa vào một đoạn video để làm ví dụ. Thì để đưa một đoạn video vào trong chương trình có hai cách. Cách thứ nhất là các bạn có thể dùng chức năng File, sau đó các bạn chọn Import, thì sẽ có một khung cửa sổ hiện ra cho phép các bạn lựa chọn đoạn video để đưa vào. Cách thứ hai là các bạn đưa con chó chuột đến khung dự án như thế này, sau đó nhấp đôi chuột trái thì một khung cửa sổ tương tự cũng xuất hiện cho phép các bạn lựa chọn các đoạn video. Bây giờ mình sẽ chọn một đoạn video, bấm Open để đưa vào chương trình. Và như vậy các bạn đã thấy đoạn video đã xuất hiện ở trong khung dự án. Để xem trước nội dung của đoạn video này, các bạn nhấp đôi chuột trái lên đoạn video. Thì nội dung của đoạn video sẽ được xuất hiện ở trên khung xem trước này. Và ở dưới các bạn có thể thấy những nút điều khiển việc xem lại. Các bạn có thể bấm nút play. Sau đó, để đưa đoạn video này vào trong sequence example mà chúng ta vừa mới tạo, thì các bạn đưa con chó chuột đến tên của đoạn video, sau đó kéo rê chuột trái và đưa đoạn video đó xuống dưới khung thời gian, sau đó thả chuột ra. Và như vậy, ngay khi các bạn vừa thả đoạn video vào trong khung thời gian thì khung hiển thị chính sẽ được hiển thị. Và bất kỳ thao tác nào chúng ta thực hiện ở trên khung thời gian này thì sẽ được cập nhật và hiển thị ở trên khung hiển thị chính này. Bây giờ để phóng to đoạn video ở trên khung thời gian, bởi vì như các bạn thấy hiện nay đoạn video này là quá ngắn và quá nhỏ để chúng ta có thể thao tác, thì để làm việc này các bạn bấm vào biểu tượng ở góc dưới của khung thời gian, các bạn bấm nhiều lần để phóng to đoạn video ở trên khung thời gian. Để di chuyển trong khung thời gian thì các bạn bấm vào biểu tượng màu xanh dương nhỏ này, sau đó kéo rê chuột trái. Và khi các bạn kéo rê nút thời gian này thì trên khung hiển thị cũng sẽ được cập nhật. Và bây giờ như các bạn thấy, đoạn video mà chúng ta vừa đưa vào hiện có hai phần. Phần ở bên trên là phần video, tức là hình ảnh. Phần ở phía dưới là phần âm thanh, audio. Phần hình ảnh video nằm ở trên lớp video 1. Phần âm thanh nằm ở trên lớp audio 1. Hai lớp này là hai lớp chính, hay còn được gọi là lớp master. Và các bạn có thể thêm nhiều lớp video và nhiều lớp âm thanh ở các lớp video 2, video 3, audio 2, audio 3, vân vân. Bây giờ mình sẽ thực hiện các thao tác cơ bản với đoạn video này. Bây giờ chẳng hạn mình muốn cắt đoạn video này ra làm hai, thì để làm việc này các bạn lựa chọn công cụ cắt ở trên thanh công cụ, và bấm vào công cụ cắt thì biểu tượng con chuột sẽ thay đổi. Cách thứ hai là các bạn có thể bấm phím tắt là phím C thì các bạn cũng sẽ lựa chọn được công cụ cắt. Sau đó các bạn cứ đưa con chó chuột đến nơi các bạn muốn cắt và bấm chuột trái. Và như các bạn đã thấy, đoạn video của chúng ta đã được cắt ra làm hai phần. Để quay trở lại công cụ lựa chọn, các bạn bấm phím V. Và các bạn có thể lựa chọn đoạn video và di chuyển đoạn video vừa mới cắt. Như vậy chúng ta đã cắt đoạn video ra làm hai. Bây giờ mình sẽ đưa nút thời gian về một vị trí để có thể nhìn thấy hình ảnh ở trên khung hiển thị. Và bây giờ mình muốn áp dụng hiệu ứng điều chỉnh độ sáng tối và tương phản vào trong đoạn video này. Thì để làm việc này, đầu tiên mình sẽ bấm để lựa chọn đoạn video mà mình muốn áp dụng hiệu ứng. Sau đó các bạn chuyển qua khung hiệu ứng ở bên trái, bấm vào phần Video Effects, sau đó chọn tiếp một Color Correction. Thì các bạn sẽ thấy một danh sách rất là nhiều hiệu ứng ở trong một Color Correction. Và các bạn sẽ thấy phần Brightness and Contrast. Thì để áp dụng hiệu ứng này vào trong đoạn video, mình sẽ kéo rê chuột trái vào tên của hiệu ứng,
sau đó kéo rê và thả vào trong đoạn video ở trên khung thời gian. Và như vậy là hiệu ứng Branson Contrast đã được áp dụng vào đoạn video. Thì để xem được các thông số của hiệu ứng này thì các bạn sẽ đưa con chó chuột lên và bấm vào thanh Effect Controls ở trên khung hiển thị này. Khi các bạn bấm vào như vậy, các bạn sẽ thấy tất cả những thông số của đoạn video này, trong đó các bạn sẽ thấy hiệu ứng Brightness and Contrast. Và khi các bạn bấm nút sổ, các bạn sẽ thấy được hai thông số của hiệu ứng này, đó là thông số Brightness tức là độ sáng và thông số Contrast tức là độ tương phản. Bây giờ để thay đổi các thông số này, mình sẽ kéo rê chuột trái ở trên các thông số này và bắt đầu kéo con chuột. Các bạn sẽ thấy tác dụng của hiệu ứng ở trên đoạn video này. Tương tự như vậy với thông số tương phản. Và như vậy, một hiệu ứng đơn giản đã được áp dụng vào trong đoạn video. Video này đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới.